Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ham Zone Radio. Ham Zone Radio, chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng. Một ngày nào đó, khi hạ về như thế, tuổi trẻ trong tranh của chúng tôi sẽ lùi xa theo quy luật của thời gian. Một ngày nào đó, khi hạ về như thế, tuổi thanh xuân của chúng tôi sẽ ở lại phía sau những khúc quanh. Lúc ấy, chúng tôi có thể sẽ rất khác bây giờ, hoặc cũng có thể không. Dù sao đi nữa, tuổi thanh xuân vẫn sẽ là một điều gì đó rất tuyệt diệu trong tâm khảm, giống như những ngày mùa hạ đã về. Bạn thân mến, tôi nhớ mình đã viết những dòng chữ này cho một mùa hè nào đó rất xa xôi, khi mùa hè xanh đã đi qua. Và mặc dù đã chia tay mùa hè xanh đầu tiên ấy từ rất lâu rồi, thế nhưng mỗi độ hè về, gặp một tiếng ve đầu hạ, gặp một sắc tím bằng lăng, một nhành phượng đỏ, hay thấp thoáng màu áo xanh trên phố, tôi lại thấy lòng mình bâng khuâng đến lạ. Tôi xin chọn những dòng viết này để 10 bạn cùng nắm lấy tay tôi, bước lên cỗ máy thần kỳ của Doraemon, đi tới một chuyến du hành ngược về quá khứ ngày xưa, như thể thời gian đang quay trở lại. Những ngày hè tranh trao nỗi nhớ, mùa hè xanh trong tôi, những ngày đầu tiên là nỗi nhớ nhà da diết, là bát mì tôm ăn trong cái giá lạnh của đêm rừng, là giấc ngủ không có chăn ấm đệm êm, là điều kiện sống thiếu thốn các tiện nghi. Những ngày đầu tiên của mùa hè xanh, cảm giác thèm Hà Nội cứ như làm con người ta vội nản lòng. Chợt nhớ những chiều xe cộ như mắc gửi, nhớ những cơn mưa phố đỏng đảnh, nhớ những món ăn ruột của Hà Thành. Những nỗi nhớ cứ len lỏi trong tâm trí, chỉ trực chờ làm trào nước mắt của đứa bé trong tôi. Lần đầu tiên đến mảnh đất xa còn nhiều thiếu thốn, để rồi nhận ra xung quanh cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng quý, nhiều điều giản đơn, bình thường, mà một nơi xa xứ như mảnh đất xứ Thanh vẫn còn coi như vị xa xỉ, trân trọng. Mùa hè xanh trong tôi là những bữa cơm thân mật. Bữa cơm có ngày cao sang là món cá kho mặn, thịt rang, hay khi chỉ là cơm với dưa cà, rau muống, măng rừng luộc. Ấy vậy mà lúc nào cũng rôm rả tiếng cười nói của những thành viên trong gia đình Hàm Rồng. Cảm ơn hậu cần, dù nấu bằng bếp củi nhưng lúc nào cũng thơm. Cơm của hậu cần dù nấu bằng bếp củi nhưng lúc nào cũng thơm, dẻo như nấu bằng nồi cơm điện. Bữa cơm gia đình cũng là nơi để mọi người chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc, hay đơn giản là để kể cho nhau những chuyện vui sau những giờ lao động vất vả. Mùa hè xanh là những ngày tháng tắm chung một xô nước giếng, là chiếc kẹo mút 4-5 người ăn, là chung nhau bắt cơm khi thiếu, là nằm chung chăn mỗi đêm khi trời trở lạnh, là tình yêu thương dành cho nhau, là sự sẻ chia ngọt bùi, và trên hết là tình đoàn kết, yêu thương nhau sâu đậm. Khoảng thời gian chúng tôi đã sống với nhau, gắn bó như anh em ruột thịt, bằng tất cả tình cảm chân thành và giản dị. Mùa hè xanh còn là những món quà cây nhà lá vườn, như quả mít mật của anh Trung, mấy quả hồng của bé Hương, hay những búp măng rừng, sâu cá dưới ao, đống củi vừa đốn để các cháu sinh viên tình nguyện nấu ăn. Là những ngày hè xanh chúng tôi cùng sống, cùng lao động và hòa mình với những con người nơi đây, để thấy rằng dù mảnh đất nghèo khó còn nhiều thiếu thốn, vẫn có những con người sống mạnh mẽ, phóng khoáng và chan chứa tình cảm. Tình yêu
làm đất lạ hóa quê hương, làm cho những người con xa lạ tưởng như không thân quen nhau. Vậy mà giờ đây như người ruột thịt. Mùa hè xanh với tình yêu, đó đã giúp chúng tôi tìm lại chính mình, yêu đời hơn, trải nghiệm thực tế, cho tôi các kỹ năng để sinh tồn, để hòa nhập, để cho tôi tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị, cho tôi suy nghĩ của một người trưởng thành. Cho tôi xin đừng hỏi tôi định nghĩa về mùa hè xanh là như thế nào. Bởi riêng trong tôi, 3 tiếng mùa hè xanh đã trở thành một quãng đường, một hành trình, một trải nghiệm, một quãng đời rực rỡ tuổi 20 với những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ. Thảo Nguyên. Mùa hè xanh trong ký ức của những người đã từng trải qua hẳn là một điều thật thiêng liêng và vô cùng quý báu, để suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời ta sẽ mãi nâng niu và trân trọng. Với những ai chưa một lần trải nghiệm, chắc chắn sẽ là những tiếc nuối thiết tha. Với những người đã và đang từng ngày cố gắng trong công tác tập huấn chờ ngày lên đường, hẳn đã là sự háo hức mong đợi. Nhưng dù bạn là ai, bạn đang ở đâu và cùng với ai, thì chắc hẳn mùa hè xanh đã, đang và sẽ mãi là niềm vui buồn thiết tha và khao khát. Như trang nhật ký trải lòng về những nỗi niềm tha thiết. Tiếp đó, Hàm Rồng Radio hôm nay xin phép được gửi tặng đến những trái tim khát khao về một mùa hè xanh rực cháy của tuổi trẻ. Đây cũng chính là một món quà đặc biệt dành tặng đến các anh chị, các thế hệ tình nguyện viên của đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng qua các thời kỳ, những người đã từng đi qua bao mùa hè xanh và để lại ở đó quãng đời, tuổi trẻ, sự cống hiến, nhiệt huyết và niềm tin. Hàm Rồng Radio hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhật ký Hải Vân mùa hè xanh 2012, cho một quãng đường tuổi trẻ của tôi, của anh em, của đồng đội. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hải Vân, mùng 9 tháng 7 năm 2012. Cả nhà mời cơm, cảm ơn hậu cần. Những lời mời được đồng thanh vang lên, những tiếng cười, tiếng bát đũa, rồi bao tiếng âm thanh vang lên xung quanh tôi, làm tôi cảm thấy một bầu không khí náo nhiệt, một gia đình mẫu mực, thật hạnh phúc biết bao. Hôm nay là ngày thứ 3 mà chiến dịch mùa hè xanh của đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng được thực hiện tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh. Mặc dù là một tình nguyện viên không mới, nhưng tôi vẫn có một cảm giác cực kỳ mới về tình nguyện. Tôi đến với đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng từ rất sớm. Ngay khi đặt chân ra Hà Nội, tôi đã gặp được các anh chị của đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, những con người hết sức bình dị, hòa đồng, sống chan hòa tình cảm. Và từ đấy, tôi có mong muốn sẽ trở thành một tình nguyện viên của đoàn. Lúc đầu, khi là tình nguyện viên, tôi rất nhút nhát, nhưng được cái là có khả năng bựa tiềm ẩn, nên tôi đã hòa nhập cùng các anh chị rất nhanh. Cùng các anh chị thực hiện nhiều chương trình, nhiều cuộc giao lưu, cho đến lần mùa hè xanh năm 2011 về với Xuân Cẩm, Thường Xuân, tôi mới thực sự hiểu được thế nào là tình nguyện, thế nào là cuộc sống. Và tôi nhận ra một điều, chỉ có cuộc sống của sinh viên tình nguyện thì chúng ta mới cảm thấy rằng không chỉ là một sinh viên chỉ biết học, sinh viên chỉ biết chơi, mà sinh viên còn biết làm tình nguyện, mà đã làm thì sẽ hết mình. Ngày hôm nay tôi đang ngồi tại Như Thanh, tôi sẽ cố gắng hết mình để lại những ấn tượng tốt nhất cho Hải Vân. Thời gian của chiến dịch mùa hè xanh sắp đi được nửa chặng đường rồi, tinh thần của các tình nguyện viên cũng khá tốt, sức khỏe ổn, nói chung là rất vui. 12 giờ phải đi ngủ rồi. Trưởng đoàn Phạm Bá Luyến bắt phải đi ngủ, sợ ngồi viết gây tiếng ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của những người khác. Thôi mình phải đi đây, tối viết tiếp. À, tối nay phải giao lưu với địa phương rồi, mình sẽ không còn thời gian để viết nữa, mình lại phải tranh thủ la liếm thêm ít nữa vậy.
viết gì cho bọn nó được nhiều nhỉ? Cố gắng viết thêm 5 trang nữa, giới thiệu về bản thân một chút. Họ và tên: Bùi Ngọc Khanh, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1991, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa, học tại trường Học viện Hành chính. Tình trạng quan hệ chưa có gì nhưng đã bị bóp cò. Sở trường: bóng chuyền. Sở đoản: trí nhớ quá kém và ghét phải nhớ. Bùi Ngọc Khanh. Hải Vân, 11 tháng 7 năm 2012. Hôm nay là một ngày đặc biệt phải không mọi người? Sinh nhật của tất cả chúng ta. Thế là năm nay tôi đã có một sinh nhật thật sớm bên những người bạn mà tôi hết mực yêu quý. Có lẽ năm nay sẽ là năm đáng nhớ. Thằng Thâm Thúy vừa cho tôi mượn cái đèn pin để viết này. Mất điện rồi mà. Viết cho những người mà tôi yêu thương. Tôi sẽ nhớ mãi mùa hè xanh này. Tôi không nghĩ mình có đủ tự tin và nhiệt huyết để tham gia với đoàn tình nguyện. Khi bắt đầu những buổi tập huấn, tôi đã có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Rồi cũng không hiểu tại sao mình lại tiếp tục để có ngày hôm nay nữa. Có lẽ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó chăng? Bây giờ tôi tin và dám chắc chắn rằng tôi đã lựa chọn đúng khi tham gia cùng mọi người. Chưa bao giờ tôi được hát, được cười, được nhảy và được làm nhiều điều như thế. Với Hàm Rồng, tôi hy vọng sẽ thay đổi được con người mình. Vì đây, ai cũng bảo tôi trầm tính, ít nói, lúc nào cũng buồn buồn. Tôi cũng hát, cũng nhảy, cũng cháy cùng mọi người đấy chứ. Mặc dù đôi khi mệt mỏi, đôi khi nhớ nhà nên có hơi tự kỷ một chút xíu. Nhưng thực sự, tôi đã rất vui khi được sống cùng với mọi người, được ăn những bữa cơm vội vô đối của anh Hải, anh Đạt, Bịch, Hà Còi, Nhung Sumi. Mấy ngày nữa sẽ phải xa mọi người. Tôi sẽ nhớ lắm và mong rằng sang năm tôi sẽ tiếp tục cùng Hàm Rồng 6 đi đến những vùng quê nghèo, sẽ sống cùng nhau, yêu thương, đùm bọc nhau. Ây à, thôi để lần sau, lúc gần về, tôi sẽ lại viết tiếp nhé. Hải Vân, 14 tháng 7 năm 2012. Mùa hè xanh thứ 5 của đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, nhưng là lần thứ 4 anh về địa phương. Cảm xúc không còn được như lần đầu tiên, nhưng cũng đã mất ngủ, khó ngủ vài ngày liền. Cảm xúc hiện tại là của một người anh về thăm các em, nhìn các em vui đùa, nhìn các em làm việc. Cũng chỉ là công việc ngày xưa anh đã làm, tuy nhiên vị trí còn người làm lại khác. Không thể kịp thời sát sao với các em trong giai đoạn khó khăn, vất vả nhất, nhưng anh vẫn biết thông tin của các em. Thế hệ thứ 5, năm đầu tiên đi tình nguyện, hẳn là có nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống. Thế nhưng các em vẫn dũng cảm vượt qua. Và thực tế, các em đã nhận ra và vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Đến với gia đình Hàm Rồng, không có quá nhiều điều để nói. Đã là gia đình, chúng ta có tình cảm, gắn bó, kết nối, yêu thương và sẻ chia. Học được những điều đó, thực hiện tốt, có khi còn là cả một quá trình. Gia đình chúng ta là một đoàn tình nguyện, là lớp tuổi trẻ, các em cần rèn luyện nhiều hơn nữa. Ngoài ra, những kỹ năng sống, cách ứng xử giao tiếp, đối đãi với người trong, kẻ ngoài, tất cả những điều đó cần học hỏi, rút kinh nghiệm, chia sẻ với nhau để các bạn cùng hoàn thiện bản thân. Mong muốn của đoàn tình nguyện Hàm Rồng với lịch sử và truyền thống tốt đẹp, đó là mong muốn của các anh, mong muốn của các thế hệ Hàm Rồng và của cả các em nữa. Anh mong các em sẽ cố gắng thật nhiều, chia sẻ thật nhiều để xây dựng Hàm Rồng thế hệ thứ 6 mạnh mẽ, nhiệt tình, sáng tạo và có ích. Anh và các anh chị em khác luôn ở cạnh bên các em,
chúc các em thành công. Lê Bá Mai. Sầm Sơn, 15 tháng 7 năm 2012. Một buổi tối đi chơi với những bầy bạn hàm giống năm thật vui. Chiều nay khi chia tay mọi người về nhà, tôi đã khóc. Tôi là đứa khóc đầu tiên và cũng là đứa khóc nhiều nhất. Mọi người cũng đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui sướng khi biết các đồng chí của tôi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, anh em một nhà. Nhiều lúc nằm suy nghĩ lại những công việc mà mình đã làm, tôi cảm nhận được sự trưởng thành của chính bản thân. Sẽ nhớ lắm anh Đạt, anh Khanh, Hà Còi, Minh Còi, Phạm Ba Đô, Lê Duy Thức, Thúy Vân, Minh Thuật, Thái Thân Thiện, Phạm Công Minh, Lương Vũ và rất nhiều các bạn khác trong đoàn, đặc biệt là bác Luyến, anh Khanh, anh Oanh, với những lời chỉ dạy rất bổ ích. Yêu cả nhà nhiều thật nhiều. Hiệp Hoàng. Chúng tôi hay nói về tuổi thanh xuân của nhau, về những nỗi buồn không tên, về những niềm vui chợt gõ cửa, những cơ hội đến chớp mắt và những tâm tư dễ lành, dễ vỡ. Trong những câu chuyện ấy, chưa khi nào chúng tôi quên nhắc đến Hàm Rồng, nơi có những người bạn, người anh, người chị, người em, những người đồng đội đã đi bên nhau trong những khoảnh khắc thiêng liêng của tuổi trẻ và để lại ở đó quá nhiều thương yêu. Trong một lần tâm sự, anh nói với tôi, dù làm gì đi nữa, cũng không được đánh mất đi truyền thống của Hàm Rồng. Rất nhiều người trong chúng tôi mơ hồ về cái gọi là truyền thống. Mỗi người trong chúng tôi cũng có rất nhiều cách để đến với Hàm Rồng. Có người đến vì đam mê tình nguyện, có người vì thích những chuyến đi, có người muốn kết giao bạn bè, người vì được rủ rê, người vì cô đơn quá. Từ tuyển quân, ra mắt cộng tác viên, 2 tháng thử thách và rồi trở thành tình nguyện viên chính thức. Có người đã không kịp ở lại để hiểu rõ về nhau, hay có những người thích tình nguyện lắm mà lịch học, lịch làm thêm kiến bít, cũng đã bớt đi những lần gặp mặt. Lại có những người ngay từ lúc bắt đầu đã trở nên gắn bó đến độ chẳng thể nào rời xa được. Hơn 9 năm xây dựng và trưởng thành, có biết bao nhiêu con người Hàm Rồng như thế. Facebook mấy ngày trước có hình ảnh áo xanh tay nắm tay giữa trời thu Hà Nội. Trên tay áo họ còn in logo Hàm Rồng. Họ cười với nhau, an yên, hạnh phúc. Họ quen nhau khi còn là những cô cậu sinh viên xa quê, ra Hà Nội học tập. Anh là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Chị là cô nàng đến từ trường Cao đẳng Xây dựng. Họ cùng quê với nhau, tham gia tình nguyện để tìm sự bao bọc của tỉnh Đồng Hương nơi đất khách. Và từ đó, Hàm Rồng tô màu xanh cho tuổi trẻ và nuôi lớn tình yêu của họ. Trên dòng chia sẻ về bức ảnh, chị viết: Hàm Rồng đến bằng tình thân, ở lại bằng tình thương, gắn bó bằng tình nghĩa vợ chồng. Tôi đã muốn viết thật nhiều, ngay khi đọc được những dòng như thế. Cảm xúc là thứ không thể liên lịch, ta chỉ có thể nói về nó khi trong lòng đủ cảm nhận mà thôi. Ngày cưới anh chị, Facebook rộn ràng thông báo cho anh em bạn bè rằng từ nay họ đã về chung sống trong một mái nhà. Tôi gặp rất nhiều gương mặt cựu tình nguyện viên Hàm Rồng qua các thế hệ đã tới dự đám cưới. Vẫn ở đó nụ cười của họ, nụ cười của niềm vui, của kỷ niệm, của những dòng hồi ức tuổi trẻ. Và trong câu chuyện ngày gặp lại, họ hẳn chẳng thể nào quên nhắc hồi đó Hàm Rồng. Hôm nay chúng tôi lại có dịp ngồi bên nhau, nghe họ nhắc về tình yêu của anh chị,
nhắc lại câu chuyện tình yêu lớn lên từ hàm rồng năm, và vẫn mong sao hàm rồng có thể là nơi chắp cánh cho tuổi trẻ và tình yêu của bao người khác nữa. 3 năm kể từ ngày trở thành tình nguyện viên chính thức cho tới hôm nay, biết bao nhiêu câu chuyện hàm rồng tôi đã được nghe kể, cũng đã bao lần chứng kiến giọt nước mắt của họ. Vui sướng, hạnh phúc, tự hào, chia ly, gặp gỡ, họ đều có thể khóc. Họ khóc vì tình cảm đôi khi chẳng thể nào diễn tả hết bằng lời. Họ khóc vì tuổi trẻ của bao người đã buộc phải bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho gia đình, sự nghiệp. Họ khóc chỉ vì sự nhiệt huyết một thời đã có thể truyền lại cho thế hệ tiếp bước. Và họ khóc chỉ bởi đôi lần được khoác vai nhau, hát vang bài ca đồng đội. Tôi đọc được trong những câu nói của anh, lòng nhiệt huyết chưa bao giờ thôi cháy, sự quan tâm, lo lắng và tâm huyết gửi lại. Tôi hiểu trong nụ cười của chị niềm hạnh phúc khi trông thấy chúng tôi ăn ngon những bữa cơm tình nguyện do hậu cần nấu. Tôi thấy trong mắt bạn niềm vui khi được hát, được nhảy, được cháy hết mình khi chúng ta kề sát vai nhau. Tôi biết trong tim đồng đội tôi, hàm rồng luôn ở đó, vĩnh hằng. Ngày hôm nay tôi hiểu, hàm rồng đến bằng tình thân, ở lại bằng tình thương, gắn bó bằng tình nghĩa. Đó chính là truyền thống. Viết cho ngày hạnh phúc của cặp đôi anh chị Đô Minh đã đến, thay mặt đoàn sinh viên tình nguyện hàm rồng thế hệ thứ 9, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà. Xin được gọi đó là mái nhà màu xanh mang tên hàm rồng. Viết cho các anh chị cựu tình nguyện viên đoàn sinh viên tình nguyện hàm rồng qua các thế hệ, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và định hướng của anh chị dành cho chúng em. Xin hãy tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng chúng em trong hành trình xây dựng và phát triển hàm rồng ngày một lớn mạnh. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập, tiếp nối và phát huy truyền thống của hàm rồng. Đặc biệt, xin được gửi những dòng chữ này tới các tình nguyện viên đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với hàm rồng. Xin hãy cố gắng tiếp nối và phát huy những truyền thống quý báu mà bao thế hệ hàm rồng đã gây dựng. Sự gắn bó, tin tưởng và đồng hành của các bạn chính là nguồn sức mạnh lớn lao để hàm rồng ngày một phát triển. Hàm rồng đến bằng tình thân, ở lại bằng tình thương, gắn bó bằng tình nghĩa. Dù thời gian không sao trở lại, trong ta là ngày xanh đâu bao giờ phai. Tình yêu chấm nở như bông hoa diệu kỳ, trong trái tim ai hồn nhiên lần đầu tiên. Dù thời gian không sao trở lại, trong ta là ngày xanh đi xây ước mơ. Làm sao nói xa thân thương ngàn lời, ta đã bên nhau một thời. Các khán thính giả của Hàm Rồng Radio thân mến, chúng ta vẫn bước đi, dù bước ngắn hay dài. Chúng ta vẫn giang tay để đón nhận mọi thứ, kể cả buồn vui. Chúng ta vẫn có thể là mình, bất chấp những mảng tối màu ấy. Và nếu không sống vì những điều có thể làm trong thời khắc tuổi thanh xuân, chỉ bước qua một lần trong đời, thì chúng ta nên sống vì điều gì khác nữa đây? Phải, tuổi trẻ của chúng ta sẽ chỉ đến một lần trong đời, và từ đó trở đi, chúng ta sẽ nhớ về nó mãi, nhớ về nó rất nhiều lần trong suốt quãng đời còn lại. Tôi biết mình chẳng thể quay về nữa, nhưng xin đừng ngăn cản tôi nhớ nhung. Và mùa hè xanh này sẽ nhớ mãi không thôi. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Hàm Rồng Radio với chủ đề Nhật ký Hải Vân. Chúc các bạn có những ngày hè vui vẻ và đầy ý nghĩa bên bạn bè và người thân. Những câu chuyện, tâm sự và lời yêu thương dành tặng ai đó của các bạn xin hãy gửi về Hàm Rồng Radio tại địa chỉ www.facebook.com hoặc sinh viên tình nguyện Hàm Rồng Confession. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Mà người tôi yêu dấu.
xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi